Chào các em. Video này thì cô sẽ hướng dẫn các em bấm máy vector trên cái máy tính cầm tay là FX570 VNPlus. Thì cái máy 570 ES thì cách bấm cũng tương tự nhé. Rồi, ở đây chúng ta đang tính với vector U và V trong cái hệ trục OX, YZ. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Đầu tiên các em khởi động máy lên. Cô sẽ ấn mốt 1 để về cái trạng thái là tính toán thông thường nhá. Bây giờ các em muốn tính với vector, tức là mình làm việc vector á, chúng ta sẽ ấn mốt này. Sau đó mình ấn 8, 8 là vector. Đó. Và bây giờ họ sẽ hỏi chúng ta là vector tương ứng với vector A là bao nhiêu, và chúng ta sẽ nhập 1 này. Là để mình nhập cho cái vector U đầu tiên nhá, tức là vector A nhập 1. Tiếp theo này, vector A của chúng ta là có ba cái chỉ số, tức là trong hệ trục OX, YZ đấy, thì mình sẽ chọn một, chọn một, tức là mình sẽ có ba chỉ số một này. Rồi bây giờ các em sẽ nhập tọa độ vector U trừ 1 bằng 3 bằng 4 bằng. Rồi như vậy chúng ta xong vector U. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vector B, thì chúng ta sẽ nhập như sau. Các em sẽ ấn phím AC. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để nhập vector khác nữa thì cho em sẽ ấn cái phím vector ở đây. Vector ở đây nó là phím màu vàng cho nên chúng ta sẽ ấn shift vector. Đó. Sau đó các em sẽ ấn 2, tức là mình nhập tiếp dữ liệu nhá. Ấn 2 này. Rồi, bây giờ mình nhập cho cái vector B đúng không? Tức là vector U ở V ở đây. Các em lại ấn 2 tiếp. Rồi, lại ấn 1. Vì ở đây chúng ta có trong hệ trục OX, YZ nhá. 1 này, bây giờ các em nhập này, 2 bằng trừ 1 bằng 5 bằng. Như vậy chúng ta đã nhập xong hai vector, được chưa? Bước tiếp theo này, chúng ta đi tính độ dài vector U đúng không? Độ dài vector U, các em ấn AC. Rồi, độ dài vector thì trên máy tính chúng ta cũng đi tìm đến cái phím ABS các em nhé. ABS trên máy tính đây này. Được. Trên máy tính cái phím ABS ấy chính là độ dài vector. Thì phím này màu vàng cho nên các em sẽ ấn shift ABS. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tính với vector U đúng không? Vậy thì mình phải lấy vector U ra. Vậy các em sẽ ấn shift vector. Rồi, bây giờ chúng ta có vector U, nãy mình nhập là vector A, vậy các em ấn 3. Sau đó đóng ngoặc lại. Rồi các em ấn bằng. Đó, như vậy chúng ta thu được kết quả đấy ạ. 5,099. Rồi, bây giờ chúng ta sang tích vô hướng của hai vector U và V nhé. Các em lại ấn AC này. Tiếp theo, để tính tích vô hướng, các em sẽ phải gọi vector U trước. Vậy bây giờ chúng ta sẽ shift vector. Rồi, chúng ta vector U là 3. Sau đó, để có được cái tích ở đây á, là tích vô hướng ấy, các em lại ấn shift vector tiếp. Rồi, các em ấn 7, tức là phím dot ạ. Đó. Thì đây chính là tích vô hướng nhá. Rồi, sau đó các em lại shift vector. Và các em sẽ nhập vector B là 4. Sau đó chúng ta ấn bằng. Và kết quả là 15. Xong nhá. Tiếp theo này. Bây giờ mình muốn tính tích có hướng của hai vector UV, các em lại ấn AC cho cô. Các em lại tiếp tục gọi vector U ra, shift vector. Sau đó chúng ta sẽ ấn 3 để được vector A. Rồi các em dùng cái phím nhân ở đây. Phím nhân đại số thông thường nhé. Chính là tích có hướng nhân. Rồi lại shift vector. Gọi 4 ra là vector B. Và các em ấn bằng. Như vậy lúc này các em sẽ thu được kết quả này. 19 ấn bằng này. Ở chúng ta dùng mũi tên nhé. 19 này. 13. Đúng chưa ạ? Đúng kết quả nhé. 19, 13 này. Và trừ 5. Rồi. Đấy là tính tích có hướng. Tiếp theo bây giờ tính góc giữa hai vector U và V ấy, thì các em chú ý là trên cái máy này của các em là máy đời cũ cho nên mình không có cái công thức tính góc ngay trong máy. Vì vậy chúng ta để tính góc các em sẽ tính thông qua cái công thức cho cô. Bởi vì sao? Chúng ta có này, góc giữa hai vector U và V ấy, thì chúng ta sẽ có công thức tính là mình tính thông qua giá trị lượng giác của cos giữa hai vector, sẽ tính bằng độ tích vô hướng của V2 vector chia cho độ dài
tích độ dài của từng vectơ. Đó. Như vậy để ra được góc á, thì với cái máy này chúng ta sẽ phải tính các cái giá trị trung gian ở đây trước nhá. Bây giờ tích vô hướng các em tính rồi bằng 15 rồi, đúng không? Độ dài các em đã tính ở đây rồi bằng 5,099 đối với vector U rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tương tự, ta bấm độ dài vector V đã nhá. Ấn AC này. Mỗi lần chúng ta muốn chuyển sang tính cái khác, dạ, chúng ta ấn AC. Tuyệt đối các em không ấn on, vì mình ấn on là nó sẽ mất cái dữ liệu của vector U và vector V các em đã nhập trước đó. Rồi, bây giờ tính độ dài vector V. Vậy các em sẽ ấn Shift ABS. Đó, ra độ dài này. Bây giờ gọi vector V ra, Shift vector 4 là vector B. Đóng ngoặc lại. Và các em ấn bằng. Như vậy ta được độ dài của vector V. Đây cô viết ra đây này, độ dài vector V sẽ bằng 5,477. 477, cô lấy xấp xỉ như thế nhá. Như vậy ở đây ta sẽ được này. Được chưa? 5,477. Đó. Thế bây giờ để có được cái góc UV đấy nhá. Bây giờ đây là mình đang có code, đúng không? Thế để có được góc á thì các em sẽ ấn là Shift code của cái giá trị này vào máy tính. Rồi lại ấn AC này. Shift này, code. Tức là máy nó sẽ hiện thành code mũ trừ 1 đó là đúng nhá. Sau đó các em nhập nguyên chi cái biểu thức này vào máy tính cho cô, phân thức này. Rồi, mình nhập 15 này. Phân thức này. Đã, phân thức 5,099. Rồi lại nhân với cái này, đúng không? Vậy thì cô sẽ mở ngoặc nhá. Cô mở ngoặc để máy cho nó hiểu đúng này, 5,099 rồi nhân với 5,477, đóng ngoặc lại. Vậy mình sẽ có hai cái đóng ngoặc. Vì ở đây mình có hai cái mở ngoặc đây các em này. Cho nên mình sẽ có hai cái đóng ngoặc nhá, đóng ngoặc. Rồi bây giờ chúng ta ấn bằng. Đó. À ở đây cô đang để đơn vị là radian cho nên nó lệch với kết quả ở đây. Cô sẽ chuyển thành đơn vị độ đấy nhá. Chuyển thành đơn vị độ. Rồi cô sẽ ấn shift. Shift mode này, chuyển sang 3 là đơn vị độ này. Rồi, bây giờ sẽ nhập lại cái này, shift code. Rồi của này 15. Phân số này. Phân số của cái tích này thì mình mở ngoặc nhá. 5,099 nhân với 5,477 đóng ngoặc và đóng ngoặc nữa, sau đó ấn bằng. Đó, thì các em sẽ thu được kết quả này. 57,5128, đúng không? Nhưng mà vì mình lấy cái giá trị của độ dài hai vector là xấp xỉ mà, cho nên giá trị đây nó lệch một chút là đúng rồi. 57,513, đúng không? Đấy, lệch một chút. Đấy, giá trị xấp xỉ. Đúng nhá, đấy là tính góc giữa hai vector. Tiếp theo, bây giờ nếu như chúng ta muốn tính độ dài của các vector này, à tính phép toán giữa các vector này thì các em làm tương tự thôi. Bây giờ chúng ta lại làm này. Cô ấn on nhá, bởi vì bây giờ cô xong cái bài này rồi thì chúng ta được phép ấn on để chuyển sang bài khác này. Cái dữ liệu của bài 1 là đã xong, bây giờ ấn on. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập cho vector A, đúng không? Chúng ta sẽ ấn này. Shift này, vector này, sau đó ấn 2 này. Đó. Bắt đầu nhập dữ liệu cho vector A thì các em ấn 1 này. Rồi, bây giờ vector A là 1 2 5, 1 bằng 2 bằng 5 bằng. Rồi, tiếp theo bây giờ cô muốn lập vector B, cô ấn AC rồi lại shift vector ấn 4 thì nhập cho vector thứ hai. Không được, cô nhập shift vector rồi cô phải nhập 2 để cô nhập dữ liệu đã, rồi ấn 2. Thì nhập cho vector B này 0 bằng trừ 3 bằng 4 bằng. Rồi xong vector B, bây giờ nhập vector C. AC này, shift vector. Bây giờ các em sẽ ấn 2 tiếp thì nhập dữ liệu nhé. Khi các em muốn nhập dữ liệu bao giờ mình cũng ấn cái chữ data này này. Data là dữ liệu á. Rồi 2, bây giờ chúng ta nhập 3 này. 1 này. Đấy. Rồi, tiếp theo này 571, 5 bằng 7 bằng 1 bằng. Đó, các em được 3 vector trong máy tính rồi nhé. Chúng ta ấn AC. Bây giờ chúng ta sẽ nhập là vector A trừ 4 vector B cộng 5 vector C này. Shift vector, vector A là 3, trừ đi 4, shift vector 4. Đấy.
cộng với 5 shift vector. Bây giờ các em nhập vector C là 5. Rồi và ấn bằng. Đó, thì chúng ta thu được kết quả này ạ. Các em thấy này. 26 này nhá. Chúng ta nhìn trên máy tính này, 26 49 này, đúng chưa? Và -6. Đấy, khớp với cách bấm của cái máy kia nhá. Rồi, bây giờ tính tích có hướng thì tương tự thôi. AC này. Bây giờ cô lại lấy vector A ra, shift vector 3 nhân, nhớ là tích có hướng thì nhân ngay ở trên đây ạ. Nhân shift vector 4. Đấy, máy hiện ra là vector A nhân vector B này này. Đây chính là ký hiệu tích có hướng trên máy tính nhá, ấn bằng. Rồi, chúng ta so sánh kết quả này, 23 -4 -3 khớp rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta phải lưu cái vector này vào vector D, đúng không? Tuy nhiên trên cái máy này các em sẽ thấy là nếu các em ấn shift vector á, đấy, thì các em thấy là các em chỉ có gì thôi, đến vector là A, B, C thôi, không thể có vector thứ tư đâu. Cho nên ấy, bây giờ sau khi các em có được cái vector này rồi thì ta hiểu đây là một cái vector mới các em nhé. Đấy, và bây giờ cái vector mới này có rồi thì mình chỉ cần dùng đến cái vector C thôi. Với cái vector mới này thôi, còn vector A, B mình không cần dùng nữa. Vậy bây giờ cô sẽ thay cái vector A lúc nãy này thành cái vector mới này nhá. Để cô bấm máy. Rồi, AC này. Bây giờ cô sẽ tạo cái vector mới đúng không? Là vector D này, shift. Nhớ là vector C phải giữ nguyên nhá, vì vector C mình còn bây giờ phải tính tiếp. Shift vector 2 để tạo vector. Rồi bây giờ cô tạo cái vector D này là vào vector A. 1. Rồi bây giờ cô sẽ thay này. 2, 3 bằng, -4 bằng, -3 bằng. Đó, như vậy mình có vector D đúng không? Bây giờ các em sẽ lấy là vector D vô hướng với vector C. Vậy ấn AC. Rồi, shift vector, vector D là vừa rồi là 3. Đấy, vô hướng thì ấn shift vector. Rồi ấn 7, tức là chữ dot này. 7. Đó, vô hướng này, shift vector. Ấn 4, ấn 5 đúng không? Vector C ấn 5. Rồi ấn bằng. Đó, thì kết quả bằng 84. Được chưa? Như vậy khớp với cái cách bấm với máy. Máy đời mới là 580 nhá. Rồi ở đây thì các em thấy là cách bấm thì nó sẽ khác ở cái điểm là thêm vector D và cách bấm khác khi mà chúng ta phải đi tìm góc giữa hai vector. Rồi. Như vậy video này cô đã hướng dẫn cho các em cách bấm với máy 570 viên per nút. Thì 570S thì các em bấm tương tự và chúng ta thực hành nhiều lần để nhớ được các cái phím bấm và chúng ta thao tác bấm cho chính xác.